Với nhiều người, được nghe những bài phát biểu của nhà lãnh đạo của một quốc gia là một điều vinh dự và họ luôn háo hức mong chờ. Thế nhưng tại một hội nghị cấp cao ở Ả Rập Xê Út, một bộ trưởng của Mỹ dường như đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ khi Tổng thống Donald Trump đang phát biểu. Đoạn video do hãng Reuters ghi lại cho thấy, trong khi Tổng thống Trump đang hăng say phát biểu, thì Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã đeo tai nghe để chuẩn bị dõi theo bài phát biểu. Thế nhưng, dường như không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, ông Wilbur Ross đã ngủ gật, trong khi nhiều người đang chăm chú lắng nghe. Hình ảnh này cũng đã xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp tại Ả Rập Xê Út. Được biết, trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi lãnh đạo các nước Hồi giáo cùng đoàn kết để chống chủ nghĩa khủng bố IS. Không biết ông Trump nghĩ thế nào khi biết rằng bài phát biểu của mình kém hấp dẫn đến mức một thuộc cấp đã ngủ gật. Nhưng trong lịch sử nước Mỹ cũng có nhiều bài phát biểu của các nhà lãnh đạo được lọt vào top 11 bài phát biểu trong lịch sử làm thay đổi thế giới do tờ Time bình chọn. Chẳng hạn như bài diễn văn của cựu Tổng thống Woodrow Wilson hay bài diễn văn nhậm chức lần thứ nhất của Tổng thống Roosevelt. Vâng, thực ra thì ở Mỹ các tổng thống còn có một đội ngũ viết diễn văn cho mình và theo đó thì bất cứ bài diễn văn lớn nào, nhất là thông điệp liên bang thì đều ra đời từ sự hợp tác chặt chẽ giữa một nhóm lớn nhân viên Nhà Trắng và trong đó thì có cố vấn chính sách, chuyên gia nghiên cứu cùng với những cây bút khác. Và người nêm nếm cuối cùng bao giờ cũng là tổng thống. Ông Obama từng chia sẻ là mặc dù các tổng thống Mỹ rất giỏi hùng biện, họ vẫn cần tới những phụ tá viết diễn văn ở bên cạnh. Nhưng so với Tổng thống Donald Trump thì khác. Theo sự tiết lộ của hai quan chức cấp cao trong nhóm chuyển giao quyền lực của Donald Trump, để chuẩn bị cho bài diễn văn nhậm chức trước công chúng, ông Trump đã tự mình chuẩn bị và viết bài diễn văn mà không nhờ đến đội ngũ viết diễn văn. Trên các trang mạng truyền thông xã hội, thậm chí ông Trump cũng còn có chia sẻ hình ảnh ông đang viết diễn văn tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông.